Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Xung đột Israel-Hamas ở dải Gaza vẫn đang leo thang từng ngày, làm dấy lên nỗi lo về một cuộc xung đột diện rộng ở Trung Đông kéo theo sự tham gia của các quốc gia khác. Cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas nhằm vào Israel và phản ứng đáp trả quyết liệt của Israel không chỉ khiến quan hệ Israel-Palestine trở nên phức tạp chưa từng có, mà còn làm thay đổi toàn bộ tình hình chính trị, quân sự khu vực Trung Đông. Xung đột nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi nhóm vũ trang Hamas bất ngờ tấn công Israel, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng tại quốc gia này, giới chức Israel cho biết. Thông tin ghi nhận từ báo tin tức, bất kể các kịch bản hậu chiến đối với Gaza ra sao, cần phải thừa nhận bối cảnh rộng lớn hơn của cuộc xung đột Israel-Palestine, bao gồm các vấn đề chiếm đóng, mở rộng khu định cư và phủ nhận quyền tự quyết của người Palestine. Bình luận với hãng thông tấn Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ, mới đây, Ali Bakay, giáo sư về các vấn đề quốc tế, an ninh và quốc phòng tại Đại học Qatar, thành viên cấp cao không thường trú tại chương trình Trung Đông của Hội đồng Đại Tây Dương, Mỹ, cho rằng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas năm 2023 đã làm dấy lên một loạt suy đoán về tương lai của dải Gaza và ai sẽ nắm quyền ở đó khi cuộc giao tranh chấm dứt. Những câu hỏi này không chỉ có ý nghĩa then chốt đối với tương lai trước mắt của Gaza và người dân Palestine, mà còn có ý nghĩa sâu rộng đối với khu vực Trung Đông rộng lớn hơn. Trọng tâm của thảm họa đang diễn ra liên quan đến số phận của Hamas, lực lượng quản lý trên thực tế ở Gaza sau cuộc bầu cử năm 2006. Kể từ khi quyết định đưa quân vào Gaza ngày 27 tháng 10, giới chức Israel đã khẳng định mục tiêu là tiêu diệt Hamas. Tuy nhiên, hành động đánh bại Hamas trong trường hợp này không được xác định rõ ràng, nên điều đó gần như không thể thực hiện được. Tuy nhiên, bất chấp mục tiêu đã tuyên bố này là gì, hậu quả từ hoạt động quân sự của Israel mở ra một loạt các kịch bản. Mỗi kịch bản đều có những phức tạp và thách thức riêng. Hamas được thành lập vào năm 1987 sau khi phong trào Intifada đầu tiên của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel bùng nổ. Nhóm này vẫn tồn tại trong xã hội và chính trị Palestine. Theo nghĩa này, có vẻ không thực tế với mục tiêu của Israel nhằm tiêu diệt hoàn toàn Hamas. Hơn nữa, sau cuộc chiến đang diễn ra của Israel ở Gaza, theo báo cáo, uy tín của Hamas đã tăng lên, đặc biệt là sau các sự kiện gần đây, cho thấy rằng tổ chức này tiếp tục duy trì ảnh hưởng và nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong xã hội Palestine như một lực lượng kháng cự chống lại sự chiếm đóng của Israel. Trong cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra, một số quan điểm đã xuất hiện liên quan đến sự hiện diện quân sự quốc tế hoặc lực lượng Ả Rập ở Gaza thời hậu chiến. Tuy nhiên, các nước Ả Rập đã bác bỏ đề xuất này. Đằng sau những cuộc họp kín, một số ý tưởng khác đã được cân nhắc, chẳng hạn như vai trò tiềm năng của các chính phủ trong Hiệp định Abraham, thỏa thuận giữa Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Bahrain dưới sự bảo trợ của chính phủ Mỹ. Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết Saudi Arabia và UAE sẽ tài trợ cho việc tái thiết dải Gaza sau chiến tranh. Tuy nhiên, UAE cho biết họ sẽ đưa ra điều kiện hỗ trợ tài chính và chính trị cho việc tái thiết Gaza, dựa trên sự thúc đẩy sáng kiến do Mỹ hậu thuẫn, hướng tới giải pháp hai nhà nước. Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất một hệ thống bảo lãnh, trong đó các quốc gia khu vực và bên ngoài đóng vai trò là nhà bảo lãnh cho cả người Palestine và Israel. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định, chúng tôi sẵn sàng trở thành một trong những nhà bảo lãnh cho Palestine bằng viện trợ nhân đạo, hỗ trợ chính trị và quân sự. Chúng tôi kêu gọi các nước có ý chí mạnh mẽ xem xét đề nghị của chúng tôi. Vấn đề với tất cả các hình thức can dự này là thực tế không một quốc gia nào, đặc biệt là Mỹ và các quốc gia châu Âu, sẵn sàng ngăn chặn hành động của Israel. Nước đã bỏ qua các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, buộc nước này phải chịu trách nhiệm hoặc chịu hậu quả nếu vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào được chấp nhận. Vào năm 2005, Israel tuyên bố chấm dứt chiếm đóng Gaza. Tuy nhiên, tuyên bố này mâu thuẫn với thực tế khi Israel tiếp tục có quyền kiểm soát hiệu quả đối với Gaza. Điều này có nghĩa là về mặt pháp lý, chiếm đóng mà không cần hiện diện trên thực địa. Sau cuộc tấn công vào Gaza vào tháng 10 vừa qua, Israel cho biết họ có ý định kiểm soát an ninh tổng thể đối với Gaza. Kịch bản này có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm cả việc giảm quy mô và dân số của Gaza.
Israel được cho là đã đưa ra ý tưởng tạo ra một vùng đệm giữa Gaza và Israel từ phía Bắc đến phía Nam để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào nhằm vào Israel trong tương lai. Đề xuất này sẽ là một phần của quy trình 3 bước bao gồm tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Gaza và phi cực đoan hóa khu vực này. Israel đã từng thử những kế hoạch này trước đây cả ở Palestine và Liban và họ đã thất bại thảm hại vì chừng nào còn chiếm đóng thì sẽ có sự phản kháng. Tổng thư ký phong trào sáng kiến quốc gia Palestine PNI Mustafa Bagoti lập luận đó là lý do tại sao mục tiêu của Thủ tướng Netanyahu là thanh lọc sắc tộc. Ông ấy muốn kiểm soát quân sự ở Gaza mà không cần người dân. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, 24 con tin đầu tiên bị giam giữ tại dải Gaza đã được phong trào Hồi giáo Hamas thả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được trước đó với Israel. Các con tin này bao gồm 13 người Israel, 10 người Thái Lan và 1 người Philippines. Họ là phụ nữ và trẻ em Israel, cùng công nhân làm việc cho các nông trại ở miền nam Israel, bị các tay súng Hamas bắt cóc ngày 7 tháng 10 và đưa về dải Gaza. Một đoạn video do cánh quân sự của Hamas công bố cho thấy phụ nữ và trẻ em được đưa ra khỏi xe và trao cho các nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế chăm sóc. Sau đó, đoàn xe của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế gồm 4 chiếc đã chở các con tin ra khỏi dải Gaza và bàn giao cho chính quyền Ai Cập tại cửa khẩu Rafah. Các con tin được Hamas thả đã được kiểm tra y tế khi đến Ai Cập trước khi được chuyển đến ngã tư Kham Abu Salem, nơi chính quyền Israel nhận bàn giao. Lực lượng phòng vệ Israel IDF sau đó đã công bố một đoạn video cho thấy một đoàn xe chở các con tin đi vào lãnh thổ Israel. Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant trực tại một trụ sở của quân đội để theo dõi tình hình diễn ra. Ông Netanyahu nói rằng việc đưa trở về nhà tất cả những người bị bắt cóc là một trong những mục tiêu của cuộc chiến, đồng thời cam kết nỗ lực đạt được mọi mục tiêu của cuộc chiến. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hàng chục con tin cũng được trả về cho gia đình họ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông vẫn giữ liên lạc cá nhân với các nhà lãnh đạo Qatar, Ai Cập và Israel để đảm bảo mọi khía cạnh của thỏa thuận ngừng bắn đều được thực hiện. Theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas trước đó, khoảng 50 con tin là trẻ em, mẹ của chúng và những người phụ nữ khác được trả tự do trong vòng 4 ngày. Cứ mỗi một con tin, phía Israel sẽ thả tự do cho 3 tù nhân người Palestine. Lệnh ngừng bắn tạm thời 4 ngày được kéo dài thêm. Theo tỷ lệ, cứ mỗi một nhóm 10 con tin được Hamas trả tự do, lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài thêm 1 ngày. Trong thời gian ngừng bắn tạm thời, lực lượng phòng vệ Israel đã tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm tiêu diệt Hamas ở Gaza. Theo đánh giá của giới phân tích quốc tế, nếu các nỗ lực của cộng đồng quốc tế không đạt được thành công và xung đột Israel-Hamas tiếp tục kéo dài với sự tham gia của một bên thứ ba, Trung Đông có nguy cơ đối diện với một cuộc xung đột lớn hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh và ổn định tại khu vực vốn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những hệ lụy của làn sóng nổi dậy mùa xuân Ả Rập năm 2011. Một khi xung đột và bạo lực lan rộng, điều này sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề mà Trung Đông đã từng phải hứng chịu trong thập niên trước. Ghi nhận thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Giới phân tích cũng nhận định xung đột leo thang giữa Israel và Hamas có thể khiến nhiều nước đối mặt với những xu hướng lạm phát mới, đồng thời giáng đòn mạnh vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, vốn chỉ vừa có dấu hiệu phục hồi sau khi chịu tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mức độ tác động đến triển vọng kinh tế thế giới còn tùy thuộc vào diễn biến xung đột. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế BIS Augustin Cartin cho rằng hiện còn quá sớm để đánh giá tác động của cuộc xung đột, mặc dù các thị trường dầu mỏ và chứng khoán có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức. Viễn cảnh xung đột Israel-Hamas tiếp tục kéo dài với sự tham gia của một bên thứ ba hoặc một vài bên khác trong khu vực sẽ tác động rất lớn đến thị trường dầu mỏ. Dù không phải là những nhà cung cấp dầu mỏ của thế giới, nhưng cả Palestine và Israel đều nằm ở Trung Đông, khu vực chiếm gần 49% trữ lượng dầu thô được kiểm chứng và gần 34% tổng lượng dầu xuất khẩu toàn cầu. Xung đột sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông ra thị trường thế giới. Đặc biệt, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn có nguy cơ đẩy giá dầu lên các mức kỷ lục mới. Bất ổn tại Trung Đông không chỉ ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, mà còn tác động xấu đến hoạt động vận chuyển hàng hóa qua kênh đào Suez, nơi chiếm tới 12% tổng khối lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển của thế giới. Theo đánh giá của nhà phân tích Tina Forham,
chiến lược gia về các vấn đề địa chính trị, đồng thời là nhà sáng lập hãng tư vấn Forham Global Foresight. Xung đột lan rộng chẳng những khiến giá dầu tăng mạnh mà còn gây ra những hệ quả mang tính hệ thống. Trong đó, điều đáng quan ngại là tình trạng gia tăng lạm phát toàn cầu trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang nỗ lực kiềm chế chỉ số này. Mặc dù khó đoán định do mức độ và quy mô không như các cuộc xung đột trong khoảng 2 thập niên qua, nhưng theo đánh giá của giới phân tích khu vực, với các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Ai Cập và các quốc gia Ả Rập khác trong khu vực, giao tranh lần này giữa Israel và Hamas sẽ không kéo dài trong trung hạn do những tính toán và nhượng bộ chiến lược của tất cả các bên. Phía Hamas cũng để ngỏ khả năng đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, trong lịch sử xung đột Israel-Palestine kéo dài hàng thập niên qua, không ít lần các đợt giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn. Song sau một thời gian thì các thỏa thuận ngừng bắn đều bị phá vỡ bởi những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột chưa được giải quyết tận gốc rễ. Cộng đồng quốc tế nhiều năm qua vẫn hối thúc các bên bắt đầu một cuộc đối thoại nghiêm túc để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, đồng thời trở lại con đường đàm phán nhằm chấm dứt sự chiếm đóng và cho phép hiện thực hóa một giải pháp hai nhà nước trên cơ sở đường biên giới năm 1967, nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và các thỏa thuận chung, bảo đảm lợi ích của cả người Israel và người Palestine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.